Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự về chuỗi hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Điện Biên của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã đặt vòng hoa, thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, để cho hôm nay quê hương Điện Biên nói riêng và đất nước ta nói chung ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Các đại biểu đặt vòng hoa và dâng lên phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ A1. Tại đây, hơn 600 anh hùng liệt sĩ đã an nghỉ, hầu hết đều là những ngôi mộ vô danh, chỉ có 4 tên là các anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn và Trần Can. Với lòng biết ơn vô hạn trước anh linh canh hùng liệt sĩ, các đại biểu nói riêng và thế hệ phụ nữ Hưng Yên nói chung nguyện chung sức chung lòng tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng khối đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với mong muốn chung tay cùng cả cộng đồng chia sẻ một phần những khó khăn của nhân dân phụ nữ các xã biên giới hải đảo và đồng hành trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho bà con nơi đây, thông qua chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã và đang tiếp tục nỗ lực mang nhiều mái ấm hơn không chỉ tới phụ nữ vùng biên mà còn huy động các nguồn lực trong cộng đồng nhằm giúp đồng bào nơi đây an cư lập nghiệp, phát triển kinh tế một cách bền vững. 13 giờ trưa trong những ngày giữa tháng 4, hội trường Ủy ban nhân dân xã Nậm Kẻ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Dù đường đi khó khăn, vượt qua nhiều quả đồi, nhưng người dân cùng các em nhỏ trên địa bàn đã có mặt từ rất sớm. Công tác chuẩn bị trao quà của đoàn công tác của Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên cũng khẩn trương hơn. Ngoài một mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ xã trị giá 50 triệu đồng, nhiều nhu yếu phẩm như quần áo, thuốc bổ, sách vở đã được trao tận tay tới bà con nơi đây. Em rất cảm động và em cũng rất vui khi được các chị em phụ nữ và giúp đỡ chị em trên bản. Bà con cảm ơn lắm, phụ nữ Hưng Yên và Điện Biên tặng các phần quà cho chúng tôi. Chúng tôi rất phấn khởi, chúng tôi rất vui. Xã Nậm Kè có đường biên giới dài trên 19 km, tiếp giáp với nước bạn Lào, có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống như dân tộc Thái, Cống, Mông, với trên 5.500 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm gần 53%. Từ năm 2021 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 3 mái ấm tình thương, hàng trăm cây giống cùng các nhu yếu phẩm xây dựng mô hình sinh kế, hỗ trợ phụ nữ biên cương với số tiền hàng trăm triệu đồng. Năm nay là năm thứ 2, phụ nữ và các ban ngành đoàn thể của tỉnh Hưng Yên cũng là đã đến xã Nậm Kè, cũng mong muốn trong thời gian tới và các ban ngành đoàn thể của tỉnh Hưng Yên quan tâm để giảm cái tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn năm 2021-2025, tính riêng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 10 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, hỗ trợ sinh kế về cây giống và nhu yếu phẩm với giá trị trên 1 tỷ đồng. Nhờ đó mà các gia đình hội viên phụ nữ đã có nhà mới để lập nghiệp, phát triển kinh tế. Trước kia là mình đang ở với cả đông người, các 14 người ở một cái nhà nhỏ. Bây giờ nhà cửa đã ổn định rồi. Vui mừng mà. Phấn khởi mà, nhà cửa yên tâm rồi ạ. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đánh giá rất cao về sự phối hợp của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên trong cái công tác là huy động các nguồn lực thúc đẩy cái chương trình đồng hành của phụ nữ biên cương. Đồng hành cùng phụ nữ biên cương thông qua những việc làm cụ thể thiết thực và hiểu rõ nhân dân nơi đây đang cần gì, khó gì để chung tay giúp đỡ hỗ trợ.
Từ cách làm này của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã giúp cho rất nhiều người dân, chị em phụ nữ tại các xã khó khăn của Điện Biên có thêm sinh kế, ổn định vươn lên thoát nghèo. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là tình cảm, sự quan tâm gắn bó của phụ nữ Hưng Yên với đồng bào nơi biên cương. Một phần máu thịt của Tổ quốc, nhất là trong những ngày tháng lịch sử, cả nước đang hướng về Điện Biên anh hùng, về dấu mốc lịch sử kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.